Con thấy V10 đi. V10 chất xấu lắm chị ơi. Cứ này mẫu này, mẫu này thì lên 10 ạ. Lên lên chưa, lên chưa? Ok, chào tất cả các chị nha, chào tất cả mọi người ạ. Chào mừng các chị đến với livestream buổi tối của sửa máy cốt thịt các chị nhá. Nào các chị ơi hãy thật nhanh tay đi ạ. Hôm nay xả kho các chị ơi. Và em đang mặc với giá 99.000 các chị nhá. 99.000 cho chị nào nhanh tay nhất đấy ạ. 99.000 này. Chị ơi bắt đầu vào đây nhìn em rồi cho em xin dấu chấm đầu tiên được không ạ? Để em biết rằng là các chị đang nhìn em nha. 99.000 các chị ơi, 99.000 một cái váy này quá là xinh xắn luôn này. Ok chị ơi mở bán cái trên rồi. Ok 99.000 các chị nha, 99.000 thôi ạ. Ok, em chào chị Thảo Thị Nguyễn này, chị Trương Thế Linh này, váy em váy bao nhiêu tiền chị ơi? 99.000 để váy anh nhá các chị ơi. Xả lỗ luôn đấy ạ, xả kho 99.000 cho một em váy quá là xinh xắn luôn các chị ạ. Các chị vào đây bắt đầu comment cho em là 99k cánh theo màu nha. Ok, gồm có 4 màu cho chị lựa chọn luôn này, màu đỏ này, màu đen này, màu rêu và bằng sau là màu nâu các chị nhá. 4 màu cho chị lựa chọn luôn với giá 99.000 đồng giá hôm nay ạ. 99.000 thôi nhá các chị nhá. Nào hãy thật nhanh tay đi nào. Thật nhanh tay comment 99k cánh theo màu các chị thích. Bên cạnh đó là nhớ chia sẻ cái livestream cho em này. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần bật chế độ công khai cho em nhá. Và chia sẻ cho các hội chợ các chị nhá. Tối thiểu là 5 lần ạ. Và chị nào chia sẻ nhiều hơn thì chắc chắn là sẽ được sở hữu em váy này với giá 99k nhá. Ok chị Huyền Thỏ này, chị Thu Hằng, em có thấy tất cả các chị nhá. Đúng rồi, 99k cho một em váy này thôi chị ơi. Quá là xinh xắn luôn này, dáng suôn cực kỳ xinh xắn luôn, hai gối các chị nhá. Phụ kiện là trước là một chiếc dây quá là đẹp luôn, quá là tuyệt vời luôn rồi. Nào các chị ơi hãy comment nào, 99k kèm theo màu cho em nhá. Quá là xinh xắn luôn rồi. Kèm theo đó là chia sẻ cho em này, chia sẻ cái livestream ấy nhá. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần bật chế độ công khai cho em nhá. Tuyệt đối không để chế độ mình tôi hay là chế độ bạn bè các chị nha, bởi vì là em sẽ không nhìn thấy đâu ạ. Bên cạnh đó là chia sẻ với các hỗ trợ cho em này, dọn nhà đỡ sợ trầm tâm sự Eva gì đó, các chị ở tham gia nhóm nào để chia sẻ với em đi ạ. Chia sẻ càng nhiều thì chắc chắn là sẽ có cơ hội càng lớn để lấy cái áo này nhá. Ok chị Linh Thảo này, chị Trương Thị Linh này, ok tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi nhanh tay đi nào, nhanh tay comment 499k kèm theo màu cho em nhá. 99k kèm theo màu này, có cả màu nâu cách đang mặc này, bên cạnh đó có cả màu đen và màu rêu các chị nhá. Màu đen và màu rêu nó luôn. Ok, chị Liên Đạm này, ok. Các chị nào hãy thật nhanh tay đi ạ. Thật nhanh tay đi nào, comment 99k kèm theo màu cho em nhá. 99k kèm theo màu. Nhớ bên cạnh đó là chia sẻ cái livestream cho em nhá, chia sẻ đi ạ. Ok chị Yến Hoàng Nguyễn này, chị Linh Thảo này, chị Trương Thị Linh này, ok tất cả các chị luôn. Hãy thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi nào. Comment 99k kèm theo đó là màu nhá các chị nhá. Chia sẻ cái livestream cho em, chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân của mình bật chế độ công khai và chia sẻ cho các hội chợ 5 lần, tối thiểu là 5 lần các chị nhá. Chị nào mà chia sẻ nhiều hơn thì yên tâm rằng là sẽ được sở hữu em áo tặng này 99k đi ạ. Hôm nay em xả kho với giá 99k các chị nhá. Nếu mà từ mai là sẽ chắc chắn là sẽ không có cái giá 99k này đâu ạ. Dáng suông quá là đẹp luôn, dưới 58kg là các chị yên tâm, các chị đã có thể mặc tốt rồi. 99k đấy các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Ok, đến khoảng 300 người thì em sẽ tặng những chị đầu tiên nhá. 300 người là em sẽ tặng chị đầu tiên ạ. Vì thế nên các chị hãy nhanh tay chia sẻ nhá, chia sẻ đi ạ. Thao tác cực kỳ đơn giản thôi, đó chính là chia sẻ và comment. Thì tội gì mình không làm đúng không chị? Với giá thì cực kỳ sốc luôn, 99.000 thôi ạ. Quá là rẻ luôn đấy chị ơi, chất này là chất len dạ chị nhá, chứ không phải là len thường đâu ạ. Phụ kiện dây quá là xinh luôn này, bên cạnh đó có hai túi quá là điệu đà luôn. Một vài dáng suông gọi là cực kỳ tuyệt vời các chị ơi. Thật này, thật nhanh tay comment 99k kèm theo đó là màu cho em đi ạ. Và nhớ chia sẻ cái livestream mình nha các chị nhá. Bởi chia sẻ đó là mấu chốt cực kỳ quan trọng đấy ạ. Chia sẻ cái livestream mình cho em ở chế độ công khai các chị nhá, trên trang cá nhân của mình chế độ công khai. Tuyệt đối không để chế độ mình tôi hay bạn bè các chị nhá. Và nhớ chia sẻ cho các hội chợ nhá. Chia sẻ hội chợ 5 lần tối thiểu cho em này. 5 lần tối thiểu đi ạ. Và chị nào chia sẻ nhiều hơn thì chắc chắn là sẽ được sở hữu cái chiếc váy này rồi. Em dơ lại màu nhá, có màu nâu này, màu đỏ này, màu đen này và màu rêu này. 4 màu cho chị lựa chọn luôn, chị nào thích lấy màu nào comment cho em đi ạ. 99k kèm theo màu nhá. Ok, chị Trương Thị Linh này, chị Vũ Quyên này, chị Bằng Lăng Tím này, chị My Siêu này, chị Cô Căn Vân này, chị Việt này, ok tất cả các chị luôn. Nào nhanh tay đi các chị ơi, nhanh tay đi ạ, 99k các chị nhá. Hôm nay xả kho này có giá 99k đấy ạ. Từ mai thì em dám chắc rằng là sẽ không có giá này đâu. Ok chị Lý Hương luôn này, chị Thu Phương Trịnh này, chị Bằng Giang này, chị Hoàng Soan này, ok tất cả các chị luôn. Nào nhanh tay đi các chị ơi, 99k kèm theo màu cho em đi ạ. 99k kèm theo màu đi. Thao tác quá là đơn giản thôi để được sở hữu một em váy này cực kỳ xinh xắn, cực kỳ tuyệt vời này các chị nhá. Nhanh tay đi nào. Ok chị Đậu Hiền này, chị Thùy, ok chào chị luôn. Chị Sa Đăng Lương này, ok chị Ngọc Bích này, ok chị Tú Nguyễn này, chị Mùi Miu, chị Bằng Lăng Tím này, chị Bằng Giang, Xuân Héo này, ok chị Yên Yên này, ok tất cả các chị luôn. Xả kho các chị nhá, 99k cho duy nhất ngày hôm nay đi ạ, only ngày hôm nay rồi. Nào chị sẽ là tìm cho em người đầu tiên nào, tìm người đầu tiên, 300 người đổ cán vào 300 người sẽ tìm người đầu tiên nhá. 30 giây cuối cùng cho chị nào mà chưa chia sẻ thì thật nhanh tay chia sẻ nhá. Thật nhanh tay chia sẻ đi ạ. Và chị nào chưa comment thì quay ra comment 99k kèm theo màu cho em đi nào. Đầy đủ thông tin này sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn nhá. À quay nhầm. Xin lỗi, đầy đủ thao tác thì em sẽ tặng cho các chị luôn nha. Tặng các chị với 99k thì ạ, 99k đồng giá thì nhá. Gồm 4 màu cho chị lựa chọn này, 4 màu nha. Màu rêu này, màu đen này, màu
màu nâu đằng sau là màu đỏ nha. Bốn màu giúp chị lựa chọn luôn. Các chị hãy nhanh tay đi ạ. Nhanh tay comment 99k kèm theo màu. Bên cạnh đó là nhớ chia sẻ cái livestream với Jenny. Ok chị Thùy Nguyễn này, chị Thùy Duyên Vũ này, chị Quên này, Quên Lãng này. Ok chị Linh Thảo đấy. 99k kèm theo màu đi ạ. Ok, em chuẩn bị đã tìm ra những chị đầu tiên rồi, những chị đầu tiên rồi. Có một vài chị hình như là chia sẻ chưa chia sẻ trên nhóm nha em nhỉ. Ok chị đầu tiên đi ạ. Ok, đây là anh. Ok, người đầu tiên sẽ là một anh chàng. Chắc anh chàng này tặng cho người yêu hay bạn gái gì đây, quá là xoái ca luôn. Ok, Nguyễn Lục nha, chúc mừng anh là người đầu tiên được sở hữu cái váy này với giá 99k. Anh ấy đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình rồi này và chia sẻ cực kỳ nhiều nhóm luôn này. Đúng là một chàng xoái ca đây. Anh Nguyễn Lục nha, 5 phút cho anh comment cho em màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Một chiếc váy đầu tiên là có chủ rồi. Nào, ai sẽ là những người tiếp theo đây ạ? Hãy comment thật nhiều đi, comment thật nhiều đi nào. 49k, à có nhầm, 99k kèm theo màu cho em nha. Và nhớ chia sẻ cái livestream đi ạ. Và mấu chốt quan trọng đó chính là chia sẻ livestream với các chị ạ. Các chị chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần bật cho em chế độ công khai này. Nhớ nhá, và chia sẻ ở các hội chợ càng nhiều càng tốt, tối thiểu là 5 lần. Chị nào mà chia sẻ nhiều thì chắc chắn trong tay sẽ được sở hữu cái váy dạ này, váy len dạ này cực kỳ xinh xắn này rồi nhá. Nhanh tay đi các chị ơi, nhanh tay đi ạ. Ok, chị Thúy Duyên Nguyễn này, chị Mỹ Vân này, chị Vân Hoàng này, ok này, chị Xuân Bình, em có thấy tất cả các chị luôn nhá. 99k là giá quá sức rồi đúng không các chị ơi? Quá sức luôn rồi. À, váy đầu cực kỳ xinh này, có cả màu đen, màu rêu, màu nâu, các chị đã chọn này. Màu nâu ở sau cạnh các chị nhá, màu nâu ạ. À. Các chị thích lấy màu nào cũng được, comment 99k kèm theo màu cho em đi. Và nhớ là chia sẻ cái livestream này nha, chia sẻ đi ạ. Đến 600 người nhá, 600 người em sẽ lại công bố tiếp theo. Yên tâm là hôm nay sẽ tặng rất là nhiều người. Vì thế là em sẽ tặng cho chị nào mà luôn tương tác và ủng hộ của cho Sở Mai Phúc Thịnh các chị nhá. Nào thật nhiệt tình các chị ơi, tương tác thật nhiệt tình đi nào. Bằng cách comment 99k kèm theo màu cho em này. Và nhớ là chia sẻ cái livestream với các chị nhá. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần cho em này và chia sẻ ở trong các nhóm của chị nhá, tối thiểu là 5 lần đi ạ, tối thiểu 5 lần. Và chị nào chia sẻ nhiều hơn thì yên tâm, em sẽ chọn chị đó luôn, yên tâm đi ạ. Ok tất cả các chị nhá, 600 người sẽ là người thứ hai các chị nhá, 600 người sẽ là người thứ hai. Nhanh tay đi ạ, hôm nay em sẽ xả tất cả đây, xả bao nhiêu có bao nhiêu cái chiếc này sẽ xả hết cho các chị. Vì thế nên các chị hãy yên tâm nhá, tương tác nhiệt tình, cực kỳ nhiệt tình với bọn em đi ạ. 99k kèm theo màu này và quay ra chia sẻ cái livestream này đi. Thao tác vô cùng đơn giản, thế thôi là các chị đã sở hữu một cái váy len dạ chị nhá, len dạ cho phải len thường nha. Với giá 99k rồi. Hãy thật nhanh tay này các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Ok, chị Nguyễn Ngọc Hân, chị Lan Anh, đúng rồi, chị ơi chị lấy một cái hộp vàng thì chị đã comment cho em là 99k vàng và quay ra chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ chị nào mà chia sẻ làm đầy đủ thao tác rồi thì hãy thông báo cho em biết nha. Thông báo cho em biết chị đó đã làm đủ thao tác rồi để em kiểm tra và tặng luôn nhá. Ok tất cả các chị luôn này, thật nhanh tay đi các chị ơi, đến 600 người cán mốc 600 người nha. Em sẽ tặng chị thứ hai nha, cán mốc 600 người sẽ tặng chị thứ hai. Ok chị Thúy Hương này, chị Nguyễn Ngọc này, chị Hoa Tường Vi này, ok chị cô bé này, BB này, Huệ Trịnh này, Quỳnh Trâm này. Chỉ một người được thôi không chị ơi, hôm nay là nhiều người nha, chứ không phải là một em xả kho nên chắc chắn là sẽ có nhiều người chứ không phải là một người đâu ạ. Ok, chị Sinh Lương này, chị Quỳnh Anh này, chị Phương Anh, chị Phúc Hoài này, chị Lê Pha này, ok tất cả các chị luôn. Nào nhanh tay các chị ơi, cán mốc 600 người sẽ là người tiếp theo nha. Ok, chị sẽ tìm cho em người tiếp theo nào. Nhanh lên các chị ơi, nhanh lên đi ạ, nhanh lên tay để sở hữu đi ạ. 99k thôi, đồng giá hôm nay các chị nhá. Only duy nhất ngày hôm nay thôi nha. Vì thế nên hãy tận dụng đi ạ, hãy tận dụng cái cơ hội này đi, không quả là cực kỳ đáng tiếc luôn. 99k cho một cái em váy này quá là xinh xắn luôn, quá trời xinh xắn luôn rồi. Ok, thấy các chị comment rất là nhiều, thì comment nhiều rồi đã chia sẻ chưa nhỉ? Nếu như chưa chia sẻ để thật nhanh tay chia sẻ nha. Còn nếu như chia sẻ rồi thì quay ra comment đi ạ, mà làm đầy đủ hai tác tác rồi thì hãy thông báo cho em biết đi ạ. Các chị yên tâm là các chị chia sẻ càng nhiều thì chắc chắn là các chị sẽ được nhận cái váy này với giá 99k nhá. Cứ yên tâm đi ạ. Ok, thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay nào, comment 99k kèm theo màu cho em đi ạ. Màu đỏ, màu rêu, màu đen nha các chị ơi và màu nâu nữa nha. Ok. Chị thứ hai rồi đây, trên tay em là chị thứ hai rồi. Nào các chị ơi, 30 giây cuối cùng cho chị nào chưa chia sẻ thì thật nhanh tay chia sẻ nha. Và chị nào chưa comment thì thật nhanh tay comment đi ạ. Ok, thứ hai, người thứ hai sẽ là một chị nữ này, chị nữ. Đầu đã là một anh chàng rồi, bây giờ sẽ là một chị gái nha, chị gái ạ. Nào nhanh tay đi các chị ơi. Ok, trên tay em là kết quả chị thứ hai rồi đây. Chị thứ hai là chị Hoa Chu nha. Ok, chị Hoa Chu ạ. Chị này chị đã chia sẻ cực kỳ nhiều trên nhóm rồi này và chia sẻ cả trang cá nhân nữa nha các chị nhá. Ok, comment 99k cũng quá nhiều luôn. Chị thứ hai đã có chủ rồi, cái chiếc váy thứ hai đã có chủ rồi. Nào, ai sẽ là người thứ ba đây ạ? Nhanh tay các chị ơi, chị nào cho comment hãy thật nhanh tay đi nào. Đến lên đến khoảng bao nhiêu người nhỉ? Có bao nhiêu người đây? 900 người đi, sẽ lại người thứ ba này. 900 người là người thứ ba các chị nhá. Nào nhanh tay đi nào. Váy này quá là xinh luôn các chị ơi, dáng suông nhá các chị nhá. Cực kỳ dễ mặc luôn, dưới 58kg và các chị yên tâm là các chị nào có thể mặc tốt, mặc xinh luôn rồi.
váy này cực kỳ dễ mặc luôn, suông váy túi hai túi này cực kỳ điệu đà luôn, lại có một cái phụ kiện quá xinh luôn nhá. Phụ kiện này bọn em sẽ tặng luôn nên các chị yên tâm đi ạ. Nhanh lên nào, comment 99k kèm theo màu cho em đi và nhớ chia sẻ cái livestream mình nhá. Chia sẻ ở chế độ công khai hai lần này và tuyệt đối không để chế độ mình tôi hay bạn bè các chị nhá mà em sẽ không nhìn thấy các chị đâu ạ. Và chia sẻ ở cái hội trợ chị nhá, chia sẻ hội trợ thế nhá. Tối thiểu là 5 lần chị nào mà chia sẻ nhiều hơn thì yên tâm đi ạ, sẽ chắc chắn là sẽ được nhá. Đến cán mốc 900 người đi, 900 người là em sẽ tặng chị tiếp theo đấy ạ. Vì thế nên các chị hãy nhanh tay lên, nhanh tay lên. Hôm nay thì em sẽ tặng cho những chị nào mà tương tác cực kỳ nhiệt tình với bên em nhá. Thật nhanh tay đi các chị ơi. Ok, chị Huyền Lệ này, chị Nguyễn Soan này, chị Chiên Đoàn này, chị Thao Vi này, ok tất cả các chị luôn. Nào nhanh lên đi các chị ơi, nhanh tay lên đi ạ. Comment đi nào, 99k kèm theo màu thật nhiều nha. Và chia sẻ cái livestream này cho em đi ạ. Thao tác cực kỳ đơn giản thôi, là các chị đã được sở hữu cái váy cực xinh như thế này rồi. Tội gì mà không làm đúng không? Nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Cơ hội ở mấy khi có được đúng không? Ô đây chị Quỳnh Anh luôn này, chị Bùi Thị Hoàng Hiền này, chị Thúy Nguyễn này, chị Trúc Linh Trần này, chị Phượng này, chị Ngọc Khánh này, chị Thu Hằng này, ok tất cả các chị luôn. Nào nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ, nhanh tay comment đi. Ok, sắp đến cán mốc rồi, nào nhanh tay đi các chị ơi, nhanh tay đi nào. Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ thật nhiều nha. Chia sẻ thật nhiều đi ạ. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình chỉ hai lần thôi và quay ra chia sẻ cho các bạn nhóm hỗ trợ thêm. Như vậy là các chị đã được sở hữu cái váy quá là xinh xắn như thế này rồi. Giảm xuống các chị nhá, các chị có thể mặc xinh luôn, bầu bí vơ trên tốt, chị nào có bụng thì yên tâm mặc váy này không hề lộ bụng một chút nào nhá. Nhanh tay đi các chị ơi. Còn có 4 màu chứ các chị lựa chọn luôn này, 4 màu này, màu đỏ này, màu gel này, màu đen này và đằng sau là màu nâu các chị nhá. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn ạ, 4 trang màu luôn. Vì thế chị nào chưa được sở hữu thì hãy thật nhanh tay sở hữu nhá. Ok thì Xuân Anh Phan này cho chị một cái màu đỏ đúng không ạ? Chị comment 99k đỏ kèm quay ra chia sẻ cho em đi ạ. Các chị nào mà tương tác nhiệt tình là yên tâm chắc chắn là sẽ được sở hữu một chiếc váy này trong tay với giá cực kỳ sốc luôn, 99.000 thôi ạ. Chất len dạng các chị nhá, chứ không phải là chất len thường đâu ạ. Nào thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi nào. Nhanh tay chia sẻ đi, bên em đã tìm ra những chị tiếp theo rồi đây. Đang tìm ra những chị nào mà tương tác nhiệt tình comment thật nhiều và chia sẻ nhiều cho bên em đi ạ. Nhanh tay đi các chị ơi. Ok, 99k là một em váy quá là rẻ luôn đúng không các chị? Ok, chị đã biết chuyện này, chị Phạm Bác này, chị Phượng Dũng này, chị Lê Thu Hà này, chị Quỳnh Hoa Đỗ này, chị Xuân Bình, chị Quỳnh Anh này, chị Nguyễn Hải Tiến này, ok tất cả các chị luôn. Nhanh tay đi nào, comment nhiều như thế rồi thì là chia sẻ cho nhở. Nếu như chưa chia sẻ thì thật nhanh tay chia sẻ nha. Thật nhanh tay chia sẻ đi ạ. Còn nếu chị nào chia sẻ rồi, nhiều rồi thì quay ra comment cho em 99k kèm theo màu nha. Đầy đủ thông tin là yên tâm, em sẽ chốt đơn hàng luôn. À vâng nhập, em sẽ chốt luôn cho chị đó nha. Ok, chị Mai Mít, chị Phan Phạm Hằng My này, chị Nguyễn Thị Nhàn này, chị Hương Tranh này, chị Phan Trang này. Yên tâm đi các chị ơi, các chị sẽ mặc xinh xắn luôn khi các chị dưới 58kg nhá. Thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Cơ hội mấy khi mà có, vì thế thì hãy thật nhanh tay sở hữu đi ạ. Xả kho 99.000 nữa các chị nhá, 99.000 thôi ạ. Cán mốc 900 người em sẽ tặng tiếp cho chị tiếp theo nha. Ok, chị Nhi Nhâm này, chị Phạm Thảo này, chị Nguyễn Anh Phủ này, chị Phan Trang này, ok tất cả các chị luôn. Nhanh tay đi các chị ơi, comment 99k kèm theo màu thật nhiều nha, để em các nhìn thấy các chị rõ hơn đi ạ. Bên cạnh đó là chia sẻ cái livestream này, chia sẻ trên trang cá nhân của mình hai lần bật trên chế độ công khai và quay ra chia sẻ nhóm các chị nhá, chia sẻ hỗ trợ đi ạ. Các chị tham gia hội trợ nào, chia sẻ nhóm nào thì chia sẻ được nhiều nó đi. Vì em bên em sẽ có hệ thống kiểm tra tất cả những lượt chia sẻ, những lượt comment của các chị nha, nên các chị yên tâm sẽ tuyệt đối công bằng luôn ạ. Ok, chị Hà Thổ này, chị Uyên Candy này, chị Hương Tranh này, ok các chị luôn. 99k một em váy thôi, quá là sốc luôn các chị, quá là tuyệt vời luôn. Nào nhanh tay đi các chị ơi, nhanh tay đi ạ. Nhanh tay đi nào. Ok, chị Nguyễn Dung này, chị Lan Hương này, chị Hương Trinh này, ok chị Hà Thỏ này, ok tất cả các chị luôn. Các chị đã comment cực kỳ nhiều rồi, quá trời comment luôn rồi. Comment nhiều thế rồi thì đã chia sẻ thêm chưa nhở? Nếu như chưa chia sẻ thì thật nhanh tay chia sẻ các chị nhá, thật nhanh tay chia sẻ nha. Và nếu như chị nào chia sẻ nhiều rồi thì quay ra comment 99k thật nhiều để em nhìn thấy các chị rõ hơn đi ạ. Ok, chị Duyên Duyên này, chị Hà Thị Hợi này, chị Lan Phùng này, ok chị Cún Phương này, chị Hoa Tường Vi này, ok chị Nga luôn nha, chị Tâm Hoàng, ok tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi hãy thật nhanh tay đi ạ, thật nhanh tay đi nào. Ok, 900 người rồi, tìm cho em người tiếp theo. Ok các chị nha, các chị cứ làm đầy đủ thao tác thì chắc chắn rằng mình sẽ được sở hữu cái em bé này với giá 99k nhá. Thật nhanh tay đi nào các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Chuẩn bị sẽ có người tiếp theo này, để cán mốc 900 người sẽ người tiếp theo này. Ok các chị, em thấy các chị tương tác cực kỳ nhiệt tình rồi. Ok, cảm ơn tất cả các chị đã luôn tương tác với cả sửa máy quốc thiện nhà. Nào thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Thật nhanh tay đi, 99k kèm theo màu. Quay ra chia sẻ cái livestream này cho em, thao tác quá là đơn giản thế đâu là các chị đã được sở hữu em váy này rồi. 99k một em váy len dạ như thế này là quá là xuất sắc rồi các chị ơi, quá là xuất sắc luôn rồi nhá. Dáng váy xuông cực kỳ dễ mặc, chị nào cũng nên mặc được nên yên tâm đi ạ. Một phụ kiện ở đằng trước cực kỳ yêu, cực kỳ xinh luôn này. Em sẽ tặng luôn cái vòng này cho các chị nhà, vì thế nên các chị hãy nhanh tay đi nào. 99k kèm theo màu cho em và quay ra chia sẻ livestream đi ạ.
Ok, chị Quỳnh Anh này, chị Hằng, chị Dương Như Lê Như Hoa này, chị Thủy Nguyên này, chị Cún Phương này, chị Trần Điềm này, chị Thùy Nhung này, chị Phương Hoa, chị Sen Nguyễn, ok tất cả các chị luôn. Bên em mà tìm ra những chị tiếp theo này nhá, các chị nhá. Vì thế chị nào chưa chia sẻ thế nhanh tay chia sẻ đi ạ, và chị nào chưa comment thì nhanh tay comment nha. Ok, chị Lan Tầm Gửi này, chị Minh Anh này, chị Liên Đặng này, chị Quế Hà này, chị Phương Nguyễn này, ok tất cả các chị luôn. Nhanh tay đi các chị ơi, nhanh tay đi ạ, thật nhanh tay lên nào. Nhanh tay đi, 99k cho một em váy này thôi, quá là sốc luôn, có chị giá cực kỳ sốc luôn nha. Không phải chất lên thưởng các chị nhá, chất lên giả của bọn em đấy ạ. Nhưng hôm nay xả kho các chị nhá, bán cho các chị với giá 99.000 thôi ạ. Thật nhanh tay lên, thật nhanh tay lên nào các chị ơi, thật nhanh tay lên đi ạ. Ok, chị Lương Vinh Vinh này, chị Tâm Hoàng này, chị Hoa Dưới Nước này, chị Phương Quỳnh này, chị Bùi Nguyệt này, chị Huyến Heo này, chị Sinh Lương, ok tất cả các chị luôn. Nào nhanh tay nào chị ơi, tìm ra người cho em chưa chị ơi. Nhanh tay đi ạ, nhanh tay đi nào. Ok, chị Bích Phan này, chị Ba Hương này, chị Nguyễn Thị Quỳnh này, ok. Nào comment 99k kèm theo màu đó chị em nhá. Màu nâu này, màu đỏ này, màu rêu này và màu đen các chị nhá. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn nhá, 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. Quay ra chia sẻ livestream cho em nhắc lại nhá. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai các chị nhá. Tuyệt đối không để chế độ bạn bè hay chế độ chỉ mình tôi các chị nhá, mà bọn em sẽ không nhìn thấy lượt chia sẻ với chị đâu ạ. Và chia sẻ trên các hội chợ các chị ơi, tối thiểu là 5 lần, và chị nào chia sẻ nhiều thì chắc chắn là sẽ được sở hữu cái em áo dạ này với giá bao nhiêu. Cái váy này với giá 99k rồi. Ok, trên tay em là chị tiếp theo rồi đây. Chia sẻ lên nhóm nhưng chia sẻ trên trang cá nhân. Chị này anh cầm là không chia sẻ trên trang cá nhân rồi, vì thế nên là lại không được rồi ạ. Ok, lại là chị đang tìm ra chị tiếp theo rồi đây, tìm ra chị tiếp theo rồi đây ạ. Nào thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Bên em đang tìm ra những chị tiếp theo rồi. Ok, chị tiếp theo đây. 30 giây cuối cùng này, lại tiếp tục 30 giây cuối cùng cho chị nào mà chưa chia sẻ thì hãy nhanh tay chia sẻ nhá. Và chị nào chưa comment 99k kèm theo màu thì thật nhanh tay đi ạ. Ok, nào 30 giây cuối cùng cho các chị luôn này, 30 giây nhá. Ok, em đang cầm trên tay là kết quả chị tiếp theo rồi đây. Ok, công bố luôn này, chị Nguyễn Huế nhá. Chị đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình đi ạ, và chia sẻ ở cực nhiều nhóm các chị nhá, chia sẻ cực nhiều nhóm luôn. Nào các chị ơi, các chị tiếp theo đi ạ, những chị tiếp theo nào. Hãy thật nhanh tay nào các chị ơi, chị tiếp theo nào, công bố ba chị rồi. Ba cái váy này đã có chủ rồi, nào chị tiếp theo đi ạ, đến chị tiếp theo nào. Lên cán mất khoảng bao nhiêu nghìn ta? 1.500 người đi, 1.500 người em sẽ lại tặng chị tiếp theo nha. 1.500 người lại tặng chị tiếp theo luôn. Nào nhanh tay đi các chị ơi, nhanh tay đi ạ. Áo váy này quá là xinh luôn này, cực kỳ xinh dáng suông các chị nhá, quá là xinh xắn luôn. Mặc em này đi chơi mà lạnh hơn một chút thì có thể khoác một em áo dạ đi, một đôi bốt thì cực kỳ xuất sắc được rồi, một gọi là một bộ trang xuất sắc luôn các chị. Vì thế nên lại thật nhanh tay nha, chưa chia sẻ quay ra chia sẻ đi nào. Nếu chưa comment thì quay ra comment 99k thật nhiều các chị nhá. Em cũng sẽ chọn những chị nào comment 99k thật nhiều đấy ạ. Ok, đến cán mốc khoảng 1.500 người nha, 1.500 người là em sẽ tặng chị tiếp theo ạ. 1.500 người sẽ dành cho chị tiếp theo ba chiếc váy đã có chủ rồi. Chị nào sẽ là tiếp theo sẽ được sở hữu cái chiếc váy này với giá 99.000 đấy ạ. Chỉ bằng cách cực kỳ đơn giản thôi, đó chính là comment 99k kèm theo màu thật nhiều và chia sẻ cái livestream này, là các chị đã được sở hữu chiếc váy cực kỳ xinh xắn rồi với giá cực kỳ sốc luôn, 99.000 thôi ạ. Nào nhanh tay đi các chị ơi. Ok, chị Nguyễn Lê My này, chị Hòa Võ này, chị Nhung Nguyễn này, chị Viên Candy này, chị Đặng Thị Hằng này, ok các chị luôn, chị Mai Hương Vũ này. Comment quá trời comment rồi, comment thế này rồi thì đã chia sẻ cho em thôi nhở. Bởi vì em thấy nhiều trên kia đang chết, có rất nhiều các chị không chia sẻ nhóm nhá. Không chia sẻ nhóm là chắc chắn là sẽ không được sở hữu đâu ạ. Vì thế nên các chị hãy làm đầy đủ đi, bởi vì nó cực kỳ đơn giản thôi. Vài lần bấm nút chia sẻ và quay ra bấm vài lần comment là các chị đã được sở hữu rồi. Vì thế nên hãy thật nhanh tay tận dụng với cơ hội này nhá. Cơ hội này rất là hiếm khi bên Sở May Quốc Thịnh có được đấy ạ. Vì thế hãy thật nhanh tay đi, thật nhanh tay đi ạ. Và đây cũng chính là món quà mà Sở May Quốc Thịnh muốn gửi cho các chị, vì các chị đã luôn tương tác và theo dõi Sở May Quốc Thịnh đấy ạ. Thật nhanh tay đi, thật nhanh tay đi nào các chị ơi, nhanh tay nào. Ok, chị Thắng Nguyễn này, chị Nguyễn Hưng này. Ok, đúng rồi, chị Nguyễn Thu nhá, váy 99k đi chị ơi, hôm nay xả kho xả lỗi cho chị luôn, 99k đi ạ. Ok, cán mốc 1.500 người em sẽ tặng chị tiếp theo nhá. Cán mốc 900 người em sẽ 1.500 người em sẽ tặng chị tiếp theo ạ. Thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay nào. Ok, chị Phạm Khuê này, chị Hà Nguyễn này, chị Kim Loan này, chị Thanh Hương Phan này, chị Nguyễn Tuyết này, chị Hiền Đỗ này, chị Nhung Cherry này, ok chị Nguyễn Loan luôn. Nhanh tay đi các chị ơi, nhanh tay nào. Comment 99k kèm theo màu trên là em nhắc lại này, chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần ở chế độ công khai nha, và chia sẻ trong các hội chợ 5 lần tối thiểu các chị nhá. Quay ra nhớ là comment thật nhiều nha, bởi vì em cũng sẽ lấy chị nào comment nhiều nữa đấy ạ. Chị nào mà chia sẻ nhiều cho các hội chợ thì chắc chắn là bọn em sẽ ưu tiên chị đó nha, và sẽ dành cho chị đó với cái váy này với giá 99k luôn đấy ạ. Ok, nào nhanh lên các chị ơi, chị Dung Tồ này, ok tất cả các chị nha.
đến 1.500 người nhá. Em thấy lượt người nó có vẻ từ tụt xuống rồi hay sao kia, các chị thoát hết ra hay sao nhở? Nào thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Cán mốc 1.500 người em sẽ tặng chị tiếp theo nha. 3 chiếc váy đã có chủ rồi và những ai sẽ là những người tiếp theo sở hữu những chiếc váy còn lại đi ạ. Nhanh tay đi các chị ơi, xả kho lên số lượng có hạn các chị nhá. Nhanh tay comment và chia sẻ đi nào. Ok chị Thu Thảo này, đúng rồi, váy quá là đẹp luôn, quá xinh luôn. Chị Nhục Phùng Quyên này, chị Đặng Tuyết này, chị Nguyễn Hương này, chị Quyên Phạm này, chị Thu Hà này, chị Xuân Khương này, chị Phương Thảo này. Ok, em nhìn thấy hết các chị rồi luôn này. Ok, nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Số lượng có hạn thì thế thì hãy thật nhanh tay nhá. 99k đó các chị ơi, 99k đi ạ, nhớ là 99k nhá. Các chị chắc chắn rằng là không sẽ không mua được cái chiếc váy này với giá 99k dù bất kỳ ở đâu luôn nhá. Vì thế nên hãy tận dụng luôn cái cơ hội này đi ạ, bằng cách comment 99k kèm theo màu và quay ra chia sẻ cái livestream này cho em. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần bật cho em chế độ công khai nha. Và chia sẻ cho các hội chợ đi ạ, chia sẻ cho các hội chợ đi. Ok, em đang thấy lượt người tụt rồi, nếu lượt người tụt thì em sẽ dừng nhá. Lượt người tụt thì em sẽ dừng tặng 99k ở đây nha. Vì thế nên hãy thật comment và tương tác với em thật nhiều đi ạ. Nhanh tay nào các chị ơi, nhanh tay đi nào. Không bán 99k, khi nào tăng người thì sẽ bán tiếp. Ok, thế các chị ơi, bây giờ nếu như lượt người không tăng lên nhá, thì em sẽ bán với chiếc váy này về giá nhá, về giá gốc của nó này, về giá gốc của nó này, cũng sẽ cực kỳ ưu đãi luôn. So với giá gốc nữa thì cũng cực kỳ ưu đãi rồi. Bao nhiêu tiền nhỉ? 270.000 và V50 các chị ơi, V50 cho chị nào muốn sở hữu luôn nhá, muốn sở hữu luôn. V50 320, giá gốc là 320 các chị nhá. Hôm nay lại bán cho chị với giá cực kỳ ưu đãi luôn. 270.000 các chị ơi, 270.000 thôi ạ. V50 đúng không nhỉ? V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Màu đỏ này, màu rêu này, màu đen này và màu nâu các chị nhá. 4 màu cho chị lựa chọn luôn. V50 ạ. V50 này, hai túi cực kỳ xinh luôn này, dáng xua chị nào dưới 58kg mặc tốt nhá. Và bầu bì yên tâm, bo cho em cực kỳ xinh luôn. Đây là chất len giả các chị nhá. Nếu khi nào lượt người tăng lên thì yên tâm rằng em sẽ bán cho các chị với giá 99k tiếp tục nhá. Ok, nào thật nhanh tay đi các chị ơi. Chị Thanh Tiến này, ok, chị Mai Đặng này, chị Liên Đặng này, ok tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi, ok, chị lấy thêm V37 lát, em sẽ gọi lại cho chị sau nha. Ok ạ. Shop ở đâu vậy? Shop em ở Ninh Hiệp các chị nhá. Shop em ở Ninh Hiệp ạ. Chị nào yên tâm ở xa, ở trong cái ngóc ngách nào với đất nước Việt Nam này, em sẽ cũng ship đến tận giường được cho các chị luôn. Thao tác đầy đủ cho em. V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ ship đi ạ. Đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn nha. Lên 1.500 người, cán mốc 1.500 người, yên tâm em sẽ lại bán váy này với giá 99.000 tiếp. Còn bây giờ em cũng bán với các chị với giá cực kỳ ưu đãi thôi, 320.000 sale còn 270.000 cho ngày hôm nay các chị nhá, cho ngày hôm nay thôi. Vì thế chị nào muốn sở hữu ngay thì comment đi nào. V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nha. Đầy đủ 4 thông tin yên tâm sẽ được chốt đơn hàng luôn. Ok chị bao nhiêu thế chị ạ? Chị ơi 270.000 cho cái em máy này nha các chị nhá. Chất len dạ không phải chất len thường đâu ạ, len dạ nha. Có một cái vòng ở trước cực kỳ xinh yêu luôn này. Vì thế chị nào chưa được sở hữu cái hit hot của sửa máy quốc thịnh này thì hãy nhanh tay đi ạ. Sẽ V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nha, đầy đủ thông tin em chốt luôn. Ok chị Sang Mai ơi, thêm em địa chỉ đi nào. Ok em cảm ơn các chị nha. Ok, V50 chị Huyền My ơi, thêm địa chỉ các chị ơi. Chị Nguyễn Nhạn thêm em địa chỉ nào, chị Xe Hương thêm cho em địa chỉ nào. Đúng rồi, V50 chị nhá, mã bên này là V50 nha. Kèm theo màu chị yêu thích, bên cạnh đó số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em này. Màu đỏ này, màu xanh rêu này, màu đen và đằng sau canh mặc là màu nâu các chị nhá. 4 bờ gam màu đơn giản để phục vụ cho các chị luôn đấy ạ. Chị nào yên tâm là cũng sẽ mặc được cái váy này nha. Dưới 58kg các chị mặc tốt, cực kỳ xinh luôn rồi. Ok, chị 54 cân vừa không, trời ơi, chị quá là xinh luôn chị ơi, 54 cân quá là đẹp luôn rồi. Comment thật nhanh tay cho em là V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Thật nhanh tay đi các chị ơi, Tết gần đến nơi rồi, nhưng mà mấy nữa Tết gần Tết rồi là hàng sẽ không về nhiều đó chị nhá. Vì thế mua vào thời điểm này cực kỳ hợp lý các chị nhá, lại còn giảm giá nữa thì tội gì không mua đúng không? Comment V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Ok. Bao nhiêu tiền vậy ạ? À? Đúng rồi chị ơi, váy này là sale là còn 270.000 thôi nha, giá gốc là 320 đấy ạ. Vì thế hãy thật nhanh tay nào. V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi. Đầy đủ thông tin em chốt luôn nha. Ok chị Nguyễn Nhung ơi, thêm em địa chỉ nào. Thêm em địa chỉ đi ạ. Ok chị Linh Trúc, em chốt đơn chị rồi luôn. Các chị cứ đầy đủ thông tin là em sẽ chốt luôn đấy ạ. Ok 47kg vừa không chị ơi, 47kg chị quá xinh luôn rồi. Nào thật nhanh tay các chị ơi, thật nhanh tay nhá. Comment cho em đầy đủ thông tin này. V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Ok, chị Mai Bùi ơi, thêm em địa chỉ nào. Chị Hồ Hồng Hạnh, em chốt đơn chị rồi nha. Ok, chị Theo Ngô ơi, thêm em địa chỉ đi nào chị ơi. Chị Hồ Thiên Ngân, thêm em địa chỉ nào. Chị Lan Nguyễn, em chốt đơn rồi này. Chị So Hy, em chốt đơn rồi này.
Ok chị Hoàng Dung ơi, thêm em địa chỉ số điện thoại đi này. Cái váy như thế này có giá bao nhiêu? Váy này có giá là 270.000 các chị nhá. Giá gốc là 320.000 nhưng hôm nay bán cho các chị với giá 270.000 thôi ạ. Quá là sốc luôn các chị ơi, quá là sốc luôn, 270.000, quá là sốc luôn rồi. Hãy comment đi nào, V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Váy này dáng suông các chị nhá, cực kỳ dễ mặc luôn, chị nào yên tâm cũng sẽ mặc xinh luôn nha. Yên tâm đi ạ, V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đầy đủ thông tin em chốt luôn này. Chị Ngọc Bích thêm em địa chỉ đi ạ. Ok chị Thần, chị Kim Quy em chốt đơn hàng chị rồi nha. Ok chị Giang Hương em chốt đơn hàng rồi ạ. Bao nhiêu một chiếc là 270.000 chị nhá. Hoa Tường Vi ơi thêm em địa chỉ làm số điện thoại. Chị Thu Hà Cao Thị em chốt đơn rồi. Chị Nguyễn Nhung ok em chốt đơn rồi. Ok em chào chị Trang Phùng nha. Ok chị Đồ Sớm em chốt đơn rồi. 65kg chị mặc chật chị nhá. Ok ạ, à, bao nhiêu một cái ạ? À? Chị Hiếm Nguyễn ơi, 270.000 một em váy này nhá. Đây là chất len dạ các chị nhá, lưu ý đây là chất len dạ chứ không phải len thường đâu ạ. À. Các chị có thể vò dặm máy các thứ thoải mái yên tâm sẽ không bị xù lông một tí nào nha. Vì thế các chị yên tâm đi ạ. À. Chị nào mà mua hàng bên xưởng may Quốc Thịnh thì chắc là quá biết rõ về chất lượng rồi đúng không? Mà chị nào mà chưa mua bao giờ thì anh nên thử đi ạ, à, bởi vì chắc chắn sẽ nghiện luôn. Ok các chị ơi, thật nhanh tay nào, 64kg chị không vừa rồi chị Nguyễn Nhân nhá, 56kg chị yên tâm chị thấy vừa chị Thoa Nguyễn ơi. Ok, có mấy màu chị ạ? À? Chị ơi, có 4 màu tất cả các chị nhá. Màu đỏ là mặc trên người này, màu nâu này, màu rêu và màu đen các chị nhá. 4 các màu cơ bản cho chị nào cũng mặc được đây ạ. À. Màu nào cũng cực kỳ xinh luôn. Nào comment cho em V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Đầy đủ thông tin em chốt luôn. Ok, chị Xuân Vi nha, em chốt đơn chị luôn rồi. Ok các chị, lát em sẽ mặc đủ màu cho các chị xem. Chị Lê Hà Vinh ok em chốt đơn luôn rồi. Màu đỏ đang mặc trên người các chị nhá. Đây là màu đỏ đây ạ. À. Các chị nào mà lấy màu này comment là V50 đỏ kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi nào. Ok, chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm mà. Cảm ơn chị Hoàng, Oanh Hoàng nha. Em cảm ơn chị ạ, cảm ơn feedback của chị. Và mong chị sẽ luôn ủng hộ sửa máy Quốc Thịnh nhá. Ok ạ, chị Thanh Vân Mùi ơi, thêm em địa chỉ đi chị ơi. Em thấy chị Xuân Nguyễn luôn nha. 53kg vừa không chị ơi, quá xinh luôn rồi. 57kg quá xinh luôn, chị Trần anh ơi thêm cho em địa chỉ đi ạ. Các chị ơi đầy đủ thông tin cho em này, mã màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Yên tâm là các chị chắc chắn sẽ có hàng nha. Bên em có phần mềm chốt đơn hàng tự động đấy ạ. Vì thế nên các chị cứ đầy đủ thông tin là yên tâm sẽ có nhân viên chuyên viên gọi điện tư vấn cho các chị trực tiếp một lần nữa rồi gửi hàng cho các chị nhá. Ok ạ. À. Giá bao nhiêu ạ? À? Giá là 270.000 các chị nhá. Chị Huy cậu này nhận được hàng rồi đẹp lắm ạ. À. Ok em cảm ơn nha. Em cảm ơn chị ạ. À. Em mong chị sẽ luôn ủng hộ từ xưởng may Quốc Thịnh các chị nhá. Ok ạ, à, đấy các chị nào mà mua hàng rồi thì đã biết được chất lượng bên em quá là rõ ràng rồi. Mà chị nào chưa mua thì hãy thử một lần mua đi ạ. À. Ok các chị luôn, chị Đỗ Nhạn ơi thêm cho em địa chỉ nào, 50kg chị mặc quá xinh chị nhá. 48kg 1m, 56 có vừa không chị Mai Liễu ơi, chị yên tâm chị vừa xinh rồi. Set này bao nhiêu chị Hướng Dương ơi, cái máy này có giá là 270.000 nha. Giá gốc là 320.000 nhưng hôm nay sale cho các chị với giá 270.000 thôi. Vì thế chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu nó chị nhá. Nhanh tay đi ạ, à, comment này bằng cách mua hàng vui lòng comment cho em là V50 kèm theo màu chị thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. À. Màu đỏ, màu nâu, màu rêu và màu đen các chị nha. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. Ok Ngọc Hiếu chốt đơn rồi. Trang Nguyễn em chốt đơn rồi, Hoài Nguyễn em chốt đơn luôn rồi. 50kg vừa xinh luôn chị yên tâm đi ạ. À. Ok, chị 50cân vừa chị Thu Huế nhá. Ok ạ. À. 43kg mặc size nào chị Xuân Nguyễn ơi, chị yên tâm là chị sẽ mặc vừa cái size đang mặc đây. Hàng của bọn em là hàng free size các chị nhá. Dưới 58kg là các chị yên tâm đi, các chị khoác cái váy này vào là cực kỳ xinh xắn và đáng yêu rồi. Ok ạ. À. Chị ở Somi em chốt đơn hàng chị rồi nhá. Ok, cho chị xem màu rêu đây chị ơi. Đây màu xanh rêu nha, cũng cực kỳ xinh xắn luôn này. Chất quá là dày dặn luôn này, em đến gần cho các chị xem chất này. Đây là chất len dạ các chị nhá, chứ không phải là len thường đâu ạ, len dạ nha. Yên tâm giặt thoải mái không xù một tí nào luôn. Chị nào mà ship chốt đơn hàng bên em rồi nhận đến nhận hàng mà cảm thấy xấu thì có thể trả lại thoải mái nha, yên tâm đi ạ. Bên em tự tin về chất lượng của mình luôn. Ok chị Nguyễn Hồng em chốt đơn của chị rồi. Cho em một cái chị Huế Nguyễn Thị ơi, chị comment cho là V50 kèm theo màu chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin em chốt luôn. Chị Ngân cô ơi thêm em địa chỉ nào. Ok ạ. À. Chị Xuân Nguyễn thêm em địa chỉ đấy các chị ơi, xem màu đen ok màu đen luôn đây. Nào các chị ơi comment đầy đủ cho em đi, bởi vì em thấy các chị toàn thiếu địa chỉ thôi đấy ạ. À. Ok đây là màu đen các chị nha. Đầy đủ thông tin là yên tâm sẽ được chốt hàng và đặt sẽ gửi hàng cho các chị sớm nhất luôn. Ok ạ. À. Chị Phương Lê thêm em địa chỉ đi chị ơi, 51kg vừa không chị Phương Hoa, chị vừa xinh luôn nhá. Em muốn nhập xỉ chị Đỗ Hồng ơi, chị inbox trực tiếp cho em đi ạ. À. Ok chị Đào Sơn Trúc em chốt đơn rồi, bao nhiêu? Váy này có giá là 270.000 các chị nhá. 270.000 sale rồi đấy ạ. Giá gốc là 320. Nên vì thế các chị hãy nhanh tay đi ạ. Nhanh tay đi. Gần Tết rồi cũng rất là khan hiếm hàng các chị nhá. Vì thế thật nhanh tay đi, lại còn sale nữa thì quá là ok rồi đúng không? Chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng. V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng luôn cho em đi nào. Ok chị Mai vào 1m57 53kg, size nào chị ơi, vừa luôn size của em chị nhá. Nhanh tay comment nào, V50 kèm theo màu, chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị Dương Thị Phúc em chốt đơn rồi nha. Chị Hương Khánh ok, chị ơi thêm cho em địa chỉ đi ạ.
nói nhanh quá à. Chị Nguyễn Anh ơi, nếu như em không nói nhanh thì em sẽ không đọc hết được bình luận của các chị đâu ạ. Vì thế nên các chị hãy thông cảm nhá. Các chị không nghe rõ thì bảo em sẽ nói lại. Ok, chị Nguyễn Thắng em chốt đơn chị rồi, thêm cho em địa chỉ nào. Chị Hiếu Nguyễn ok, chốt đơn chị luôn, 63kg không vừa rồi chị nhá. Chị Ngọc Hiếu ok, chốt đơn rồi này. Mình đặt rồi thấy sốt. Ok, chị Hà Đinh ơi, thêm em địa chỉ đi ạ. Chị Kỳ Duy Nguyên ok, chốt đơn rồi luôn, 44kg mặc được không chị ơi, 44kg chị mặc quá xinh chị nhá. Quá xinh luôn rồi. Comment cho em nào. V50 kèm theo màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Gồm có 4 màu luôn này, màu đỏ, màu nâu canh mặc này. Bên cạnh đó còn có cả màu đen và màu rêu các chị nhá. Màu đây là màu rêu này và đây là màu đen này. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn, giá quá rẻ luôn, 270.000 thôi ạ. 270.000 cho một cái váy xuôi như thế này. Bầu bí bơ trên tốt và chị nào có bụng yên tâm, đó là váy gọi là quá là tuyệt vời rồi. Ok, chị Huệ Trinh em chốt đơn hàng nha, chị Nguyễn Dung em chốt đơn hàng. Chị Lanh Hiền ơi, thêm em địa chỉ là 60kg vừa không? Chị Thanh Ngô ơi, chị mét 6 chị vừa nha. Chốt cho chị chưa? Ok, chị đầy đủ thông tin em chốt luôn. Ok, chị Ngọc Bích em chốt đơn rồi này. Chị Phạm Thắm ơi, thêm em địa chỉ đi ạ. Chị Trà Mỹ Doanh thêm em địa chỉ nào? 57kg, 1m62 vừa không ạ? Chị ơi, chị yên tâm, chị Cúc Nguyễn chị vừa xinh lên chị nhá. 54kg, cao 1m55 vừa không chị ơi, có vừa chị nhá. Hàng free size bên em dưới 58kg là các chị đã mặc có thể rất là tốt rồi. Nên các chị kia yên tâm mua hàng nha, dưới 58kg chắc chắn một điều là các chị sẽ mặc vừa các chị nhá. Thật nhanh tay đi nào, V50 kèm theo màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Ok, chị Hà Đào này, chị 57kg chị vừa nhá, chị Hà Đào nhá, thêm em địa chỉ và số điện thoại đi ạ. Chị Cúc Phương thêm địa chỉ số điện thoại nào. Ok các chị luôn. Cho chị màu đỏ, chị Mai Liễu ơi, comment cho em là V50 đỏ, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị Tú Anh Nguyễn à, ok cho đơn chị Tú Anh Nguyễn nha, 1m6, 65 cân à. Không vừa chị Nguyễn Thị Hương nhá, chị không vừa dạy chị Hải Lý cho đơn rồi này. Chị Nguyễn Thủy, em có thấy chị Nguyễn Thủy nha. Giá bao nhiêu à, 270.000 một cái chiếc váy này chị nhá. 270.000 thôi ạ, giá gốc là 320.000. Vì thế nên là hãy thật nhanh tay các chị ơi, nhanh tay cơ hội sale này, thế thật nhanh tay mua hàng đi ạ. Ok. Chị Hương Linh ơi, thêm em địa chỉ số điện thoại nào. Chị Thị Luân Nguyễn thêm em địa chỉ đi ạ. Chị Vân Anh Bùi ok, cho đơn chị rồi luôn này. Cái cho chị cái màu nam hoa canh mặc nhé. Chị ơi đây là màu nâu chị nhá, comment cho là V50 nâu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok, có mất ship không chị Nguyễn Hương ơi? Chị có mất ship nhá, bên em đã sale rồi thì chắc chắn bên chị đã mất ship ạ. Ship nội thành Hà Nội đồng giá 20k, ngoại thành vào tỉnh là 30k các chị nhá. Ok, chị Kim Hoa thêm em địa chỉ đi ạ. 50kg, 1m60 một cái là. Chị Huế Nguyễn Thị ơi chị vừa nha, chị comment cho là V50 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị Phạm Thảo Theo Tranh thêm em địa chỉ chị ơi. Chị Kim Khoa thêm em địa chỉ đi ạ. Chị Ngân Hà, chị Phạm Thảo ok cho đơn rồi luôn nha các chị ơi. Các chị khi mà các chị mua hàng ấy thì các chị đừng nhìn vào cái, các chị phải nhìn vào chất lượng nha, đừng nhìn vào giá. Ở cái váy này có khi ở chợ mua có 80.000 các chị ạ, nhưng nó là loại gì các chị, thun này các thứ luôn, nhưng bên em nó phải chất lên dạng như nhá, cái giá tiền nó đi đôi với chất lượng đấy ạ. Đừng có nhìn thấy ham rẻ quá, mặc được một lần thì bung luôn. Ok, váy bao nhiêu thế đấy? Chị Lê Thủy ơi, 270.000 chị nha, 270.000 cho cái váy len giả này đấy ạ. Chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu nhá. Comment cho là V50 kèm theo màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin em chốt luôn. Ok, chiến tranh lạnh em chốt đơn rồi này. Màu đỏ 55kg vừa không chị ơi? Chị yên tâm vừa chị nhá. Ok, chị Hương Linh ơi, thêm em địa chỉ đi ạ. Chị Thu Hà Cao Thị ok chốt đơn luôn. Cửa hàng em ở chỗ nào? Chị Trâm Hôi, cửa hàng em ở Ninh Hiệp chị nhá. Cho em một chiếc là chị Nguyễn Quân ơi, comment cho là V50 kèm theo màu chiếu, thích số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Còn có 4 màu nữa này, màu đỏ, màu nâu, màu rêu và màu đen các chị nha. 4 màu cho chị lựa chọn luôn nha. Chị nào lấy thì hãy comment thật nhanh tay cho là V50 kèm theo màu các chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Yên tâm là các chị sẽ có hàng sớm nhất luôn nha. Cứ chốt đơn hàng bên em thì bên em sẽ có chuyên viên gọi điện cho chị một lần nữa chốt đơn hàng từ gửi hàng các chị nhá. Ok, chị Biển Lặng em chốt đơn rồi nha. Ok, 1m50, 48kg vừa không, chị vừa xinh luôn chị nhá. Ok, lát em sẽ thử các màu cho chị xem luôn. 55kg, 1m53 có vừa không chị Thu Hương ơi? Chị yên tâm là chị quá xinh luôn rồi. Comment là V50 kèm theo màu số điện thoại để chị nhận hàng, em chốt đơn cho chị luôn nha. Ok, chị Hòa Võ à? Ok, chốt đơn chị Hòa Võ rồi nha. Có được miễn ship không à? Chị ơi, chị không được miễn ship nha. Nội thành Hà Nội đồng giá 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k các chị nhá. Bên em đã sale cho các chị rồi đấy ạ. Ok, chị Cúc Nguyễn em cho đơn hàng chị Cúc Nguyễn rồi. Chị Nguyễn Thị Hoa thêm địa chỉ cho em đi chị ơi. Bán bao nhiêu tiền ạ? Chị Kiên Trung ơi, đây là 270.000 một em váy dạy len dạ chị nhá. Em phải nhắc lại đây là chất len dạ chứ không phải len thường đâu ạ. 270.000 giá gốc là 320 các chị nhá. Vì thế các chị hãy nhanh tay đặt hàng, vui lòng comment trên này. V50 kèm theo màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin em cho luôn. Đúng, chất len dày và đẹp. Ok, đúng rồi chị Anh ạ. Hàng này đẹp mà, chất len
dày và đẹp. Dạ em cảm ơn chị Ánh Lê nha, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị đã feedback và theo dõi ủng hộ sửa máy cũ thịt các chị nhá. Ok chị Phạm Huyền Lương này, thêm địa chỉ cho em này chị ơi. Chị Loan Trần này thêm ok em chốt đơn rồi. Phương Hương Phạm em chốt đơn rồi nha. 48 kg vừa sinh luôn chị Sang Minh nhá. Vừa sinh luôn rồi ạ. Chị Phượng Bích ơi thêm em địa chỉ nào. 53 kg bé bông trái tim, 53 kg chị mặc xinh rồi chị nhá. Hàng free size bọn em dưới 58 kg là các chị mặc lên cực kỳ đẹp rồi. Vì thế chị nào dưới 58 kg thì nhanh tay đặt hàng cho em này, V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Hà Nội về Hà Nam bao nhiêu ngày lấy ạ? Chị Nguyễn Hương ơi 2 đến 3 ngày chị nhá. 46 kg 1m53 vừa không, chị ơi quá xinh luôn rồi. Shop ở đâu vậy ạ? Shop em ở Ninh Hiệp các chị nhá. 40 kg 1m50 có vừa chị ơi. Minh Lý ok chốt đơn chị luôn rồi. Màu canh mặc ý à, chị Cung Nguyên mẫu canh mặc là màu nâu chị nhá. Chị lấy màu nâu với các em trai là V50 nâu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin em chốt luôn, chị đang dương em chốt đơn rồi. Chị Thu Duyên ok chị Thu Duyên nha. Em sẽ chốt đơn hàng cho chị Thu Duyên luôn đấy ạ. Chị Đan Dương ok nha, chị Nguyễn Thị Hoa cho đơn rồi. Chất liệu thì về bạn chị Ngọc Vân ơi. Chất này là chất len dạ chị ạ, len dạ chứ phải len thường đâu nha. Chị Mỹ Hạnh em chốt đơn rồi, chốt cho mình chưa? Chị Nguyễn Thủy đầy đủ thông tin ok, chị Nguyễn Thủy em chốt đơn, hoa hồng xanh em chốt đơn. Có nhìn thấy mình không? Chị Lò Thiêm em có thấy chị Mỹ Hạnh ok em chốt đơn. Nào các chị ơi, chị nào muốn sở hữu váy này thì hãy comment thật nhanh tay đi nào. V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok chị Nguyễn Liệu 47 kg, chị mặc vừa không chị ơi? Chị mặc vừa chị nhá. Thái Bình ship bao nhiêu? Chị Phạm Thảo ơi, Thái Bình ship 2 đến 3 ngày là chị nhận được nha. Và giá là 30.000 chị nhá, 30.000 ạ. Chị Phượng Hoa, Phương Hoa ơi, thêm cho em địa chỉ nào. 46 kg mặc vừa không sót chị ơi, 46 kg chị vừa chị nhá. Để chị một cái màu đen, chị Thuận Nguyễn ơi, năm nay cho là V50 đen kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Có ship tỉnh chị nhá, có ship tỉnh chị cần Trần Quỳnh nhá. Chị Yến Phương ok, chị Yến Phương em chốt đơn hàng rồi ạ. Em có thấy tất cả các chị luôn. Các chị cứ comment đầy đủ cho em mã màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng là yên tâm. Bọn em sẽ có phần mềm chốt đơn hàng tự động là sẽ chốt đơn hàng và gửi hàng cho các chị luôn nha. V50 ạ, mã em đây là V50 nhá. V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Màu đen này, màu gel này, màu nâu canh mặc các chị nhá. Gồm có 4 màu cho các chị lựa chọn luôn đấy ạ. 4 màu nha. Váy đang mặc có giá bao nhiêu? Váy đang mặc có giá là 270.000, em cao 1m65 các chị nhá. 47 kg 1m55 mặc vừa không chị Tuấn Hương ơi, yên tâm chị vừa luôn. Bằng lăng tím em chốt đơn, đinh đinh thêm em địa chỉ nào. Mình chốt cái này nhé. Ok chị nha. Comment cho em là V50 đỏ, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. 48 cân 1m56 vừa luôn chị Hạ Vũ nhá. Có những màu gì ạ? Chị ơi có 4 màu đây, em đang cầm trên tay đấy ạ. Màu gel này, màu đen, màu đỏ và màu nâu các chị nhá. 4 màu luôn. Ok chị Nguyễn Thúy em chốt đơn rồi. Chị Tươi Lưu ok em chốt đơn chị Tươi Lưu nha. Chị Nguyễn Loan em chốt đơn ạ. Em cao 1m65 nha. Chị ơi không có màu cam chị nhá, cái váy này không có màu cam đâu, có màu đỏ, màu nâu. Màu nâu là canh mặc thôi và màu đen, màu rêu nha, 4 màu luôn. Chị Nguyễn Loan em chốt đơn rồi, chị Bùi Hướng thêm em địa chỉ đi nào. 270.000 chị Hằng Nguyễn nha, 270.000 ạ. 270.000 cho cái váy len dạ này chị nhá. Len dạ chứ phải len thường đâu ạ. Giá gốc là 320.000. Vì thế chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu đi, bởi vì nó còn giá, còn được giảm giá này, tội gì không sở hữu đúng không chị? Chị Hà Linh ok, cho đâu chị Hà Linh rồi. Chị Loan Kim thêm em địa chỉ đi ạ. Bao nhiêu chị ơi, chị yêu mình em ơi, váy này có giá là 270.000 chị nhá. 270.000 thôi ạ, giá gốc là 320.000. Nhưng hôm nay sale còn có 270.000 cho các chị thôi. Ok, chị Chu em có thấy chị Chu luôn nha. Chị Nguyễn Lưu thêm em địa chỉ đi ạ. Chị Nguyễn Thủy ok, cho đâu chị Nguyễn Thủy nhá. Địa chỉ ở đâu vậy? Chị Hà Vinh Nguyễn ơi, em ở Ninh Hiệp chị nhá. Cam treo kia em, chị ơi đấy là màu nâu chị nhá, không phải là màu cam đâu, đấy là màu nâu nha. Chị Mai Liêu em cho đơn. Chị Thu Hướng ơi, chị lấy màu em đang mặc, chị comment cho là V50 đỏ chị ơi. V50 đỏ kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị Mai Vàng ok, chị Mai Vàng em cho đơn. Chị Trần Thị Thu Nguyệt em cho đơn rồi. 46 kg mặc quá xinh rồi chị Huyền Thanh Vũ ơi. Chốt cho chị chưa? Chị Hà Vũ ơi, thêm cho em địa chỉ đi chị ơi. Giá bao nhiêu vậy? Thanh Toàn, Hà Vũ em chốt đơn, Mèo Ngắm chốt đơn nhá. Giá một cái chiếc váy này là 270.000 các chị ạ. 270.000 gồm có 4 màu luôn này. Màu đỏ này, màu đen và màu rêu, đằng sau là màu nâu các chị nhá, chứ không phải màu cam, đây là màu nâu nhá.
bốn màu cho chị lựa chọn luôn, bốn gam màu đơn giản, mà em chọn những cái màu nào đơn giản và kiểu dáng đơn giản nhất chị nào cũng mặc được để về phục vụ cho các chị đấy ạ. Em có thấy các chị nha, 55kg mặc vừa xinh luôn chị Nguyễn Thủy nhá. Nâu đen cho chị xem đây ạ. Ok, nâu đen cho chị xem đây. Nâu đen nha, đây là màu đen nhá. Dưới 58kg các chị mặc cực kỳ xinh luôn rồi. Chị Nguyễn Miên ơi, thêm em địa chỉ nào. Màu xanh cầm trên tay giá bao nhiêu chị Rau Sạch ơi? Màu xanh cầm trên tay có giá là 270.000 nhá. Các màu đều đồng giá là 270.000 luôn nha các chị ơi. Comment đi nào, V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng thêm đi ạ. Chị Nguyễn Hương, em chốt chị Nguyễn Hương rồi. Lát em sẽ gọi lại cho chị Hương Đàm nhá. 1m60, 54kg mặc quá xinh rồi chị Thanh Lưỡng Trần ơi. Chị Huyền Thanh Vũ thêm em địa chỉ nào. Ok, chị Hà Vũ, em chốt đơn chị Hà Vũ ạ. 1m60, 54kg mặc được không? Có quá xinh luôn rồi. Chị Bùi Phương em chốt đơn. Võ Lò thêm ơi, thêm em địa chỉ đi ạ. Chị Thanh Tâm Nguyễn thêm em màu địa chỉ và số điện thoại số điện thoại đi chị ơi. Em có thấy chị Thu Hà nha. Váy em đang mặc có giá 270 ạ. Màu ở canh là màu gì chị Nguyễn Lý ơi? Màu ở canh là màu nâu chị nhá. Chị lấy màu nào thì chị comment cho em rõ này, V50 kèm theo màu, số điện thoại và chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là em chốt luôn. 64kg mặc được không chị Viễn Long ơi? 64kg chị mặc chật rồi nha. Chị Loan Kim em chốt đơn rồi. Chị gì chữ Trung Quốc ơi ạ? Chị chữ Trung Quốc ơi, thêm em địa chỉ nào. Loan Kim em chốt đơn nha. Lê Đức Thạch thêm em số điện thoại và địa chỉ đi chị ơi. Ok chị Trần Thu Nguyệt ơi, thêm em địa chỉ rồi. Ok được, chốt đơn hàng rồi ạ. Loan Kim em chốt đơn hàng này. Áo bên trong bao nhiêu, làm gì có áo đâu bên trong ta? Áo bên trong cũng thế chị nhá. Chị này nói chị hơi em cảm ơn chị Hồng Vân nha. Chị Nguyễn Thảo ạ, 1m6 nặng 55kg vừa không? Chị vừa sinh rồi chị Nguyễn Thảo nhá. Chị bảo chị cho chị màu nâu đi ạ. Chị ơi chị comment cho là V50 nâu kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là chị yên tâm là các chị sẽ được chốt hàng và gửi hàng sớm nhất luôn nha. Gửi hàng sớm nhất để cho các chị diện luôn. Ok chị Dương Công em chốt đơn hàng ạ. Chị Nguyễn Miên em chốt đơn hàng rồi. Chị Lưu Thuận ok em chốt đơn hàng chị rồi nha. Chị Lê Đức Thạch ơi, chị comment cho em này. V50 nâu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Cái thao tác nhận hàng ấy, đặt hàng, phương thức đặt hàng thì em đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi các chị nhá. Vì thế nên là các chị để ý một chút và comment đầy đủ hệ 4 thông tin nha, để mình sẽ được chốt đơn hàng luôn và không phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần chị nhá. Ok chị Yến Phương ơi, chị đổi màu thoải mái nha. Sau em cho các chị đổi màu thoải mái ạ. Các chị thích lấy màu gì cứ đổi màu thoải mái cho em. 45kg, 1m50 có vừa không? Chị Văn Khuyên ơi, chị yên tâm là chị vừa nhá chị nhá. Chị Trần Thị Thu Nguyệt, em chốt đơn chị rồi ạ. Chị Ánh Ngọc Đinh ơi, thêm em địa chỉ nào. Chị Hoa Ly em chốt đơn, mang canh là màu nâu. Chị Trinh Nguyễn nhá, màu nâu ạ. Màu đỏ em đang mặc còn không? Chị Nguyễn Kim ơi, còn cho chị nhá. Comment cho là V50 đỏ kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị Mỹ Dung Lê em chốt đơn rồi. Chị Nga Ngô Lê thêm em địa chỉ. Chị Diễm Minh em chốt đơn hàng rồi. Bao nhiêu tiền vậy ạ? 320.000 sale, còn 270.000 cho ngày hôm nay các chị nhá. Chị nào mà chưa được sở hữu cái váy hit hot nhất bên xưởng may Quốc Thịnh thì hãy nhanh tay sở hữu đi ạ. Comment cho em này V50 kèm theo màu các chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng luôn. Chị Bảo Trí em chốt đơn hàng rồi. Vải chất gì ạ? Chị Thông Nguyễn ơi, đây là chất len dạ chị nhá, len dạ đấy ạ. Yên tâm là các chị giặt thoải mái, không bay không xù luôn nha. Chị Tuyết Lê em chốt đơn hàng rồi. Chị Trần Quỳnh thêm cho em địa chỉ, số điện thoại nào. Chị Thơm Nguyễn ơi, em vừa trả lời chị là chất len dạ chị nhá. 1m58, 60kg có vừa không? Chị ơi chật rồi chị nhá. Chốt đơn cho chị đi. Chị Huyền Thanh Vũ em chốt đơn cho chị rồi. Lê Đức Thạch thêm em địa chỉ, số điện thoại nào. Trần Quỳnh ơi thêm cho em địa chỉ, số điện thoại nào. Các chị ơi comment đầy đủ thông tin cho em đi ạ. V50 kèm theo màu, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng nha. Đầy đủ thông tin em sẽ chốt đơn hàng luôn. Mình 48 tuổi mặc được có phù hợp không? Chị Rau Sạch ơi, chị mặc lên lại quá là trẻ trung, quá là rồi đẹp luôn đấy chứ. Nên là chị hãy nhanh tay sở hữu đi, yên tâm đi ạ. V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị 48 tuổi, chị có da ở đâu mà chị hỏi có mặc được không? Ok, chị Ánh Ngọc Đinh ơi, màu gel đây nha. Đây là màu gel đấy ạ. Màu gel nha, 4 màu cho chị lựa chọn luôn. Màu nâu, màu đỏ, màu gel và màu đen đấy các chị nha. 4 màu đấy ạ. 4 màu, 4 gam màu đơn giản cho các chị nào cũng mặc được luôn. 1m60, 46kg mặc rộng không? Chị ơi không rộng đâu chị nhá, đây là dáng suông cực kỳ dễ mặc luôn. Chị chuyên đồ thêm em địa chỉ đi ạ. Mình 49kg, chị Diễm Minh ơi, chị mặc xinh luôn, chị yên tâm nhá. Bán giá bao nhiêu vậy ạ? Chị đợi chờ ơi, 270.000 một cái váy này thôi chị nhá. 270.000 chị lấy dạ cái gì nhá. Giá gốc là 320.000 nhưng hôm nay bán cho chị với giá 270.000 thôi đấy ạ.
Chị Mấu Rêu, chị Ánh Ngọc Đinh ơi, comment cho là V50 Rêu kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị ơi, bên em không có size to chị nhá, hàng free size ạ. Bên mình có thanh toán chuyển khoản không chị? Có. Chị ơi, có thanh toán chuyển khoản được nhá chị nhá. Hạ Vũ, ok, chốt đơn rồi ạ. Cho chị xem màu đen, chị ơi, đây là màu đen nha. Em sẽ thử luôn màu đen nha các chị nhá. Vừa nãy có rất nhiều chị yêu cầu màu đen, giờ em thử màu đen luôn đi ạ. Comment cho em nào, V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Váy này quá là xinh luôn, dáng suông cực kỳ dễ mặc rồi. Cứ đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị nhá. Vì thế nên các chị yên tâm đặt hàng cho em đầy đủ thông tin, chắc chắn là sẽ có hàng về tay luôn. Mà giá lại cực kỳ rẻ, từ 320.000 còn có 270.000 cho ngày hôm nay thôi ạ. Chị xem Nguyễn Thị em chốt đơn nha. Chị Hiền Trần ơi, 1m50, 45kg, chị mặc xinh chị nhá, mặc vừa. 1m6, 51kg cũng vừa luôn, chị Ánh Ngọc Đinh nhá. Chốt cho chị chưa chị ơi, đầy đủ thông tin này sẽ chốt luôn. Hàng mấy ngày tới à chị ơi, tỉnh khoảng 2-3 ngày chị nhỉ. Nội thành Hà Nội thì trong ngày luôn ạ. 47kg mặc được chị ơi, 47kg mặc được. Hàng này bên free size dưới 58kg là các chị mặc được rồi. Dáng xuống chị nhá, cực kỳ dễ mặc luôn, chị nào có thể mặc được. Bên em toàn lấy những cái mẫu nào mà dễ mặc nhất để cho các chị, phục vụ cho các chị luôn đấy ạ. Trà Vinh mấy ngày chị Tuyết Lê, Trà Vinh 2-3 ngày chị nhá. Phima, thêm cho em địa chỉ là chị Phima. Chị ơi còn váy bướm nha, váy bướm là set 04 kèm theo màu, số điện thoại địa chỉ nhận hàng cho em nha. Chị Nguyễn Mai Hương ok em chốt đơn. Lê Đức Thạch ok em chốt đơn, 47kg vừa xinh luôn rồi chị Nguyễn Lý nhá. 43kg vừa chị Vân Anh Nguyễn nha, chị yên tâm là chị sẽ vừa. Các chị cứ đầy đủ thông tin cho em là yên tâm là sẽ vừa nha. Mã màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị Hồ Thị Hiền ơi, chắc chắn 100% là khi hàng đến thì các chị sẽ được kiểm tra hàng thoải mái và thanh toán cho em nhá. Nếu hàng xấu các chị có thể trả lại em nhận ngay, nhưng các chị yên tâm em luôn tự tin về chất lượng của mình các chị nhá. Nên yên tâm đi ạ, em sợ các chị mua một lần, lần sau các chị nghiện rồi lại mua tiếp chứ. Em chưa thấy chị nào mua hàng bên em mà chê cả. Hồ Thị Hiền ok chị nhá. Màu đen chị Hoa Ngọc Lan ơi, thêm em địa chỉ đi nào. Bao giờ thì có à, chị Lê Đức Thạch, chị ở Ninh Bình đúng không? 2-3 ngày chị nhá, chốt cho chị màu đen rồi có phải không? Chị ơi, chị comment cho em nào, V50 đen kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ở Phú Thọ thì khoảng 2-3 ngày chị nha. Em đến với chị nhá. V50, chị Trần Thị Nhanh ơi, thêm cho em địa chỉ nào. 1m65 mặc có cộc quá không? Chị Vũ Hằng ơi, em cũng bằng chiều cao chị luôn nè, 1m65 ạ. Em mặc như thế nào chị yên tâm, em người chị nhận như thế là bởi vì mình bằng chiều cao luôn rồi. 52kg mặc size mấy? Chị đợi chờ ơi, 52kg chị vừa size em nha chị ơi. Màu gel ok chị Đinh, Ánh Ngọc Đinh em chốt đơn rồi ạ. Ok Lê Đức Thạch em chốt đơn rồi. Bao nhiêu vậy em chị Sáng Bùi ơi, váy này có giá là 270.000 nha. Giá gốc là 320.000 thôi ạ. 270.000 cho cái váy này nhá các chị nhá. Hãy nhanh tay mua hàng đi bởi vì hôm nay còn được giảm giá nữa, còn chần chừ gì nữa nào. Comment V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đầy đủ thông tin em chốt luôn. Size mấy đó chị đợi chờ ơi, bên em hàng free size nhá. Lúc chưa chị chốt rồi à, chị Nguyễn Thị Hưởng ok chị nhá. Lát em sẽ check lại chị Ngân Cô em chốt đơn rồi. Chị Thanh Trang ok em chốt đơn, chị chữ Trung Quốc em chốt đơn rồi nha. Em chả biết đọc tên chị là gì bởi vì em không biết tiếng Trung. Ok chị Lý Phương ơi, thêm em địa chỉ đi ạ. À, chị Dương Thị Phúc mấy ngày có à, chị Dương Thị Phúc ơi, thành phố Điện Biên thì chị khoảng 2-3 ngày nha. 1m56 58kg chị vừa luôn chị còi nhá, vừa luôn ạ. À. Cái con này chị Hồ Hồng Hạnh à. Chắc là chưa lấy chồng, hôm nay đã lấy chồng rồi. Về là rồi, em mở số điện thoại để chị nhận hàng đi cho em chị ơi. 1m56, 58kg vừa luôn nha. Mày nhìn nó lấy chồng cái gì này. 62kg, 1m68 chị ơi, chị vừa chị nhá, chị Mai Đào nhá. Em vừa lấy chị. Bao nhiêu tiền đấy à, chị An Tuyết ơi, 270. Anh Hà Lan em chốt đơn rồi. Các chị ơi, các chị comment đầy đủ cho em đi nào. V50 kèm theo màu, các chị có thích số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Đầy đủ thông tin là yên tâm em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn đấy ạ. Nặng 58, cao 1m62, mặc size gì? Vừa luôn size em chị ơi. Hồng Vân, ok em chốt đơn rồi. Chị tháng 6 ơi, thêm em địa chỉ nào, Trầm Ngô thêm địa chỉ nào. 1m48 mặc được không em? Chị Yến Phương ơi, chị mặc được chị nhá. Trầm Ngô, ok chị thêm em địa chỉ đi ạ. Chị nào mà chưa được sở hữu anh thân anh tay sở hữu nhá. Ôi, nó đã lấy trong rồi, sao thế nào? Cho chị màu đen em đang mặc nhé à? Chị ơi, chị Thanh Trần ơi, chị lấy màu đen thì ok chị nha, em chốt đơn hàng chị luôn rồi. Chị Trần Quỳnh em chốt đơn hàng chị rồi nha. Chị nào chưa được sở hữu thì nhận thật anh tay sở hữu đi ạ. À.
Chị ơi, màu nâu canh đã mặc của chị nhá. Canh đang mặc màu nâu rồi đấy ạ. Em canh đặt rồi thì em mặc màu khác cho các chị xem luôn. 1m54 nặng 60kg có vừa không? Chị ơi, chị chật rồi, chị Quách Luyện nha. Hai vợ chồng cưới. Ok, chị Quan Nguyễn ơi, chị đổi màu thoải mái ạ. Chị cứ đổi màu thoải mái nha. Chị yên tâm là bên em sẽ có chuyên viên em gọi điện chốt hàng cho chị một lần nữa, nên các chị cứ đổi màu thoải mái nha. Chị đợi chờ, em chốt đơn chị đợi chờ nha. À, anh mua cho vợ à? Anh Nguyễn Văn Tự, anh đúng là một người chồng quá là mẫu mực luôn. Chuẩn rồi, các em cho em là V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nha anh nha. Hôm nay có nhiều chàng trai xoái ca quá. Chốt cho chị chưa? Chị Trúc Bùi Thanh ok, chốt đơn rồi. Chị Mai Đào 62kg, 1m68, chị chật rồi nha, bên em chưa có sai chị nhá. Chị Nguyễn Thu Hiền bao nhiêu ạ? Chị ơi, váy này là 270.000 nha, giá gốc là 320, nhưng hôm nay bán cho các chị với giá 270.000 thôi ạ. Ok. Chị Huyền Trần ơi, chị cam bên cho là V50 kèm theo màu chị số điện thoại rồi để chị nhận hàng đi ạ. Chị hơi béo mặc màu gì ạ? Chị ơi, chị có thể nói chung là màu gì chị cũng mặc được, anh màu này rất là dễ mặc luôn. Chị có thể màu đen này, màu đỏ này, hoặc là màu rêu chị nhá. Màu gì chị cũng mặc được, chị yên tâm đi ạ, không hề lộ bụng đâu. Tháng 6 ok cho đơn. Kim Nguyệt ok cho đơn nhá. Chị Hương Kiêm ơi, cái nếu mà chị cao trên 1m6 thì chị mới sẽ vừa mẫu này chị nhá. Chị ở Quảng Bình bao nhiêu ngày nhận được à? Chị Nguyễn Liễu ơi, chị khoảng 2-3 ngày thôi chị nha. Cho chị cái em mặc đi, chị Sáng Bùi ơi, chị comment cho em là V50 đen kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị Hà Đào ơi, thêm em địa chỉ và số điện thoại đi nào. Chị Mỹ Dung ok, cho đâu chị Mỹ Dung nha. Chị Trịnh Thị Hiền ơi, chị lấy màu xanh rêu, comment cho em là V50 rêu xanh kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị Chuyên Đỗ ok, chị Chuyên Đỗ nha. Dương Công Hiếu em cho đơn. Đây, cho chị xem bộ rêu. Rêu với các chị nhá, đây là rêu đấy ạ. Xanh rêu nha. Chị Thúy Dung 1m62, 58kg, chị vừa chị nhá, thêm em địa chỉ như nào. Kèm theo màu luôn, chị Hồng Vân, ok, cho đơn chị Hồng Vân. Có free ship không em yêu? Chị Trang yêu, chị Trang ơi, chị không free ship được chị nhá. Bên em đã giảm giá thì không thể free ship được cho các chị đâu ạ. Chỉ thu các chị với phí cực kỳ rẻ thôi, 20k cho nội thành Hà Nội và 30k cho tỉnh các chị nhá. Cực kỳ giá ship so với thị trường là cực kỳ rẻ rồi đấy các chị ạ. Cho chị hai cái Lê Đức Thạch ok, chị ơi chị lấy hai cái màu gì, comment cho em là V50 kèm theo hai màu chị lấy đi ạ. Cái nào chị cũng thấy đẹp, và chị Loan Nguyễn ơi, nếu mà cái nào chị cũng thấy đẹp thì chị lấy tất cả bốn màu luôn đi, mặc thay đổi chị ơi, từ giờ đến Tết còn nhiều dịp lắm luôn. Em có thấy chị Lê Hạnh nha, 1m50 cao 1m58 chị mặc vừa nhá chị ơi. Chị Kim Nguyệt em chốt đơn rồi. Chị Nguyễn Huyền ơi, và 270.000 chị nhá. 1m50 50kg chị Nguyễn Tươi, chị vừa xinh luôn. 40kg cũng mặc vừa đẹp luôn, còn kiểu gì nữa không à? Chị Bùi Ngọc Hương ơi, hôm nay em chỉ clip kiểu này thôi nha. Các chị nhớ là chưa bấm theo dõi cái Tết xưởng may Phúc Thịnh thì hãy nhanh tay bấm đi ạ. Bởi vì là bọn em có cực kỳ nhiều mẫu mã hit hot các chị nhá. Bọn em sẽ live stream hàng ngày một ngày rất là nhiều lần luôn để mặc lên cho các chị mua hàng và cũng như là xem đấy ạ. Vì thế nên là hãy bấm ngay nút theo dõi luôn và ngay bấm luôn đi. Xưởng may Quốc Thịnh các chị nhá. 1m62, 58kg mặc được không? Chị Nguyễn Thùy Dung ơi, chị mặc được chị nha. 40kg quá xinh luôn rồi. Váy này bao nhiêu vậy? Chị ơi, váy này là 270.000 các chị nhá. Giá gốc là 320 nhưng hôm nay bán cho chị với giá 270.000 thôi ạ. Vì thế nên còn chần chừ gì nữa? Comment V50 kèm theo màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng thì em cho đơn hàng luôn. Bộ váy bướm ok, bộ váy bướm là set 04 các chị nhá. 0308 em. Lấy 3 cái miễn ship không em? Chị Lê Hạnh ơi, chị lấy 3 cái cũng không được miễn ship đâu ạ. Chị lấy 3 cái là chị được giảm tận bao nhiêu tiền rồi? 320.000 còn 270 là giảm tận gần 150 rồi. Vì thế nên này hãy comment đi ạ. V50 kèm theo màu số điện thoại để chị nhận hàng cho em nha. Chị Hà Đào em chốt đơn rồi. 57kg chị mặc xinh chị Hà Đào nhá. Chị yên tâm mua hàng đi ạ, thêm em địa chỉ nào. Chị Hoa Nguyễn ok nha. Thêm em số điện thoại địa chỉ đi chị ơi. Nào chị nào mà chưa mua hàng thì thật nhanh tay mua hàng đi nào. Sáng Bùi thêm em địa chỉ đấy ạ. Size to nhất dành cho người bao nhiêu? 58 cân chị ơi. 58 cân quay đầu là chị mặc vừa. Lê Đức Thạch em chốt đơn. Ở đâu vậy em ạ? À? Chị ơi, ở em ở Ninh Hiệp chị nhá. Em có thấy chị Duyên Duyên ạ? À? Chị ơi, chị đầy đủ thông tin cho em là yên tâm chị sẽ có hàng nha. Gửi cho chị màu em đang mặc à. Chị ơi, thấy chị comment cho em là V50 đen kèm số điện thoại để chỉ nhận hàng nha.
À giờ mới được vào xem mà chị Huyền Huyền. À, giờ mới được vào xem thì em phổ biến lại cho chị nhá. Cái váy này có giá là 270.000 chị ơi, giá gốc là 320.000. Nếu như chị thích cái mẫu này thì hãy nhanh tay comment cho em là V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em. Đầy đủ 4 thông tin là chị yên tâm, sớm nhất chị sẽ có cái váy này trong tay để điện đi chơi nhá. Có size nào cho người 1m55 cân không chị Oanh Lê ơi? Chị mặc vừa cái của em nhá. Comment nào V50 kèm theo màu, số điện thoại để chị ship đi nào. Chị Hương Thịnh 1m50 47kg chị vừa sinh luôn chị Hương Thịnh nhá. 56kg bụng hơi to có mặc được không? Chị Bùi Ngọc Hương chị yên tâm mặc lên không hề lộ bụng một chút nào nha. Chị Chiến Thắng là 1m50 48kg mặc sinh luôn nhá. Chuyển khoản thì như thế nào chị? Chị Duyên chuyển khoản thế nào? Đưa máy chị cho chị gọi điện bên em được không? À chị Duyên Duyên ơi, bên em sẽ chị sẽ yên tâm là bên em sẽ còn gọi điện cho các chị chốt đơn hàng một lần nữa, lúc đó thì chị sẽ đọc số tài khoản để cho chị chuyển khoản nhá. Chị Dũng Quân em chốt đơn. Ngô Nguyễn Trung Linh em chốt đơn rồi này, 1m46 55kg vừa sinh luôn. Hoa Hoàng Văn nha, đổi cho mình màu đen. Chị Hoài Trung Quách ơi, chị yên tâm đổi hàng đổi màu thoải mái đi ạ. Để cho em một cái à. Chị vợ của chồng Đức ơi, comment cho em nào V50 màu, số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. V50 màu đấy. Chị Danh Nguyễn ơi, em mặc là màu đen nha. Hoa Nguyễn em chốt đơn. Áo xanh mà cầm giá bao nhiêu chị Phan Phát Tấn Lò ơi? Váy em mặc có giá là váy xanh này cũng thế các chị nhá, 270.000 thôi ạ. Giá gốc là 320. Vì thế chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu nào. V50 kèm theo màu, số điện thoại chị nhận hàng nha. Chị Trúc Bùi Thanh ơi, chị thêm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. 1m56 53kg vừa không chị Mai Hảo ơi? Có vừa chị nhá. Lấy tặng vợ à? Đây lại một soái ca nữa rồi. Comment cho là V50 kèm theo màu, số điện thoại để chỉ nhận hàng đi ạ. Hoài Thu Quách em chốt đơn rồi nhá. Sáng Bùi em chốt đơn, Nguyễn Kim em chốt đơn. Chị Thu Hà, váy này là 270 chị nhá. Lấy màu nha em ạ. Comment cho là V50 đen kèm số điện thoại để chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin này sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn này. Đầy đủ thông tin này sẽ chốt đơn hàng luôn nha. Chị Lê Hạnh ơi, thêm em địa chỉ đi. Đức Phi thêm em địa chỉ đi ạ. Chị Nguyễn Tư ơi, váy em đang mặc có giá là 270.000 chị nhá. Giá gốc là 320 nhưng hôm nay bán cho các chị với giá 270.000 thôi. Vì thế chị nào chưa được sở hữu hãy nhanh tay comment nào. V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Huyện Thanh Vũ, ok chị Huyện Thanh Vũ em chốt đơn rồi ạ. Nguyễn Tuyết, chị lấy màu xanh, chị thêm cho em số điện thoại và địa chỉ đi chị ơi. Em thích màu chị đang mặc, chị Hà Đào ơi, chị thích thì chị phải sở hữu luôn đi. V50 đen kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Đầy đủ thông tin này sẽ chốt luôn. Cách đang mặc 45 cân vừa chị nhá. Ok chị Duyên Duyên ạ, chị yên tâm sẽ có nhân viên chuyên viên tư vấn bên em gọi điện cho chị lần nữa, chị yên tâm đi ạ. Nguyễn Tươi, chị lấy màu em đang mặc hả? Chị lấy màu em đang mặc thì chị comment cho em là V50 đen kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng chị nhá. Đầy đủ thông tin là yên tâm, các chị có hàng luôn. Chị Lý Phương em chốt đơn. Lê Hạnh chị ơi, thêm cho em địa chỉ đi ạ. Còn màu đỏ không em chị ơi? Còn màu đỏ chị nhá. Comment cho em là V50 đỏ kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đây nhá, 4 màu luôn này các chị ơi. 4 màu cho chị lựa chọn, màu đỏ, màu rêu, màu nâu, màu đen nha. 4 màu luôn. À chị ơi, chị Duyên Duyên em nói lại mạng chị bị lag à? Chị ơi chị yên tâm là sẽ có chuyên viên gọi điện cho chị một lần nữa, thì lúc đó chuyên viên em sẽ đọc số tài khoản để cho chị chuyển khoản nhá. Yên tâm là sẽ gọi điện chốt đơn hàng cho các chị một lần nữa ạ. Chị Nguyễn Tươi em chốt đơn chị Nguyễn Tươi rồi, chị Nguyễn Tươi thêm cho em địa chỉ đi ạ. Đẹp quá chị Lý Hương ơi, đẹp quá thì phải sở hữu thôi. Comment cho em nào V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha, để nhanh tay có được nhá. Ok chị Lê Hạnh em chốt đơn này, cho chị một cái màu đen đúng không ạ? Chị comment cho em là V350 đen kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi chị Thương Trần. Ok chị Hà Đào em chốt đơn chị Hà Đào nha, 43kg vừa sinh luôn chị nhá. Chị đặt là chị Hoa Bưởi ơi, chị đặt màu gì nhỉ? Chị mặc váy em đang mặc đúng không? V50 đen kèm số điện thoại của chị và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ em chốt luôn cho chị này. Chị mặc màu em đang mặc 50 cân vừa không? Chị Ngô Đào Thành Đạt ơi, chị yên tâm chị sẽ vừa nha, chị mặc còn đợt đẹp hơn em nhiều. Chị Tiểu Linh ơi, váy này là 270.000 chị nhá, 270.000 thôi ạ. Trời lạnh quá thì các chị có thể khoác một cái áo dạ bên ngoài là mặc lên cực kỳ sang chảnh luôn rồi. Ok chị Mai Nguyễn thêm em địa chỉ đi ạ. Ok chị đợi chờ em chốt đơn hàng, chị đợi chờ rồi nha. Hương Bùi, ok chị Hương Bùi. Chị đợi Hương Bùi, chị đổi lại thoải mái chị nhá, đổi màu thoải mái ạ. Chị Bích Kế thêm em địa chỉ nào, ok em chốt đơn chị Bích Kế, màu em là màu đen. Chị ơi comment cho em lại V50 đen đi chị ơi.
Nguyễn Tuyết ơi, cam cho em áo cam mẹ cho em V50 đen kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng Đức Phi, em chốt đơn chị rồi luôn nhá. Hồ Thị Hiền ơi, em chốt đơn chị rồi này, 52kg mặc xinh luôn chị nhá. 57kg 1m50 mặc được chị Liên Nguyễn nha. Đức Phi em chốt đơn chị rồi ạ, 1m50. Ok chị Bầu Trời Nguyễn em chốt đơn rồi. Phải gì vậy em mà chị Thu Ngô, đây là chất len dạ chị nhá. Chất len dạ ạ. Chị nào mới sở hữu muốn sở hữu một cái máy cực kỳ xinh xắn dáng xuông thế này thì comment cho em nào. V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. 50 cân vừa không có vừa chị Hân Ngọc Hân nhá, vừa xinh luôn chị yên tâm nha. Nguyễn Tươi em chốt đơn hàng rồi ạ. Chị Hải Hoàng ơi, chị đặt đơn hàng của em bao giờ ấy nhỉ? Shop ở đâu vậy? Shop em ở Ninh Hiệp các chị nhá. Áo vải vậy. 43kg 1m52 vừa luôn chị tặng anh Tuyết nhá. 58 cân vừa luôn nhá các chị ơi. Đây là chất len dạ các chị nhá, chứ không phải len thường đâu ạ. Các chị cứ giặt máy vò nát thoải mái, yên tâm xé đến gần rách áo thì cũng sẽ không bị rão một tí nào luôn và chất không bị xù luôn các chị yên tâm nha. 1m67 vừa chị nhá. Đúng rồi chị Thanh Tịnh Đoàn ơi, chị khi mà chị nhận hàng thì chắc chắn là chị sẽ kiểm tra hàng 100% kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nha. Chất xấu các chị trả lại em thoải mái nhá. Với điều kiện là chất xấu các chị nhá, không phải để em chị em thích mẫu này đâu lấy mẫu khác thì là không được đâu đấy ạ. Có mất tiền ship không em chị Mai Hào ơi? Có chị ơi. Hà Nội là 20k, ngoại thành Hà Nội và tỉnh là 30k chị nhá. V50 bao nhiêu vậy? Chị Hà Phạm ơi, 270.000, giá gốc là 320.000 đấy ạ. Chị Trần Thủy ơi, 270.000 nha. Chị đặt một chiếc em ơi, chị Hoa Bưởi ơi, comment xem nào. V50 kèm màu, số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Áo kẻ đen đằng sau kia là bao nhiêu? Kẻ đen nào ta? Kẻ đen đây nó mặc hả? V50 chị nhá. 270.000 ạ. Váy này còn chị Thu Huế ơi, còn nha. Bao nhiêu chị ơi? Chị ơi, váy em đang mặc em nhắc lại là 320.000 sale, còn 270.000 cho ngày hôm nay các chị nhá. Chị nào mà chưa được sở hữu anh camme này, V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin em chốt đơn hàng luôn. Ông Sâm em chốt đơn hàng. Bao nhiêu chị ơi? 270.000 chị nhá. Có mấy màu à? Chị ơi có 4 màu tất cả này. Em sẽ sâu lại màu cho chị luôn này. Màu đỏ này, màu rêu nhá, màu đen và màu nâu đằng sau các chị nhá. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. Đây chị ơi, màu xanh đây ạ. Ok. Đây màu xanh đây chị nhá. Chị Trần Thúy ơi, chị lấy màu em đang mặc đúng không ạ? Comment cho em là V50 đen kèm số điện thoại để chị nhận hàng nào. Chị ơi, váy bướm còn chị nhá. Váy bướm comment cho em là set 04 kèm màu, số điện thoại để chị nhận hàng đi ạ. Chị ở Hà Nội bao giờ nhận được hàng chị ơi? Trong ngày luôn chị nhá. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m65 ạ. Chị lấy màu xanh, chị Hân Ngọc Hân ơi, chị lấy màu xanh comment cho em là V50 xanh, số điện thoại để chị nhận hàng nào. 1m58, 57 cân vừa chị ông Sâm nhá, vừa ạ. 58kg chị Hà Phạm, chị vừa chị ơi. Nào các chị ơi hãy comment đi ạ, chị nào mà chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay comment nào. V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em luôn mà ngay đi nào, thật nhanh tay đi. Sale các chị nhá, đang sale vì thế nên mình hãy tận dụng luôn đi ạ, tận dụng cơ hội này đi. Em ở Ninh Bình bao giờ nhận được hàng? Lê Đức Thạch ở Ninh Bình thì khoảng 2 đến 3 ngày chị nhá. Trang Trang em chốt đơn rồi, Mã Hào thêm em địa chỉ nào. 60kg chật rồi chị Ngọc Bình Lưu nhá, chị mét 6 đấy chị vừa. Hoa Nguyễn ok chị ơi, em chốt đơn hàng rồi. Chị Mai Nguyễn em chốt đơn hàng 50kg, chị quá xinh quá rồi. Chị Thông Hạ ơi thêm em địa chỉ nào. Đúng rồi chị Bầu Trời Nguyễn nhà, chuẩn luôn. Quỳnh Hương 1m50 44kg, vừa luôn chị Quỳnh Hương ơi. Ok chị đặt một chiếc em ơi, chị Hoa Bưởi ơi, chị cứ comment từ nãy giờ là chị đặt một chiếc váy mê, chả biết là chị đặt cái nào, chị lấy màu nào chị comment cho em nhắc lại này. V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Đầy đủ thông tin đi, em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn này. Chị Phạm Chính em chốt đơn hàng luôn, vai chị nhỏ à. V50 đen giống áo em, chị mặc vai nhỏ 1m53 49kg. Ok chị ơi, chị vai nhỏ thì chị lại cũng quá xinh luôn rồi. Vân Anh Bim Bim em chốt đơn. Không có chị Hồ Nữ Ngọc Cầm nhá, bên em không có một màu đâu ạ. Chị Nguyễn Hương ơi, váy này 270.000 chị nhá. Ok, chị nào mà muốn sở hữu thì hãy nhanh tay comment đi ạ, nhanh tay comment nào. 270.000 sale các chị nhá, giá gốc là 320.000 đi ạ. Vì thế chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu nha. Ok, chị Trần Thủy ơi, thêm em địa chỉ là chị Trần Thủy ơi.
Chị, các chị thêm cho em địa chỉ nhận hàng đi ạ, đầy đủ thông tin cho em nào. Chị nào muốn mua hàng thì nhanh tay comment nào. V50 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Đầy đủ thông tin này sẽ chốt được hàng cho các chị luôn. Chị Quỳnh Hương ơi, thêm em địa chỉ nào. Mình lấy V50 đen, ok chị nha, thêm cho em địa chỉ và số điện thoại đi ạ. Chị Quỳnh Hương dạ. Còn Yếm nhá chị nhá. Đợi chờ, ok chị đợi chờ em chốt đơn rồi. Các chị đầy đủ thông tin cho em là yên tâm sẽ có hàng luôn. 1m54 kg vừa nhá chị ơi. Tiền thì em gửi sau. Vậy chị Lưu Đức Thạch ơi, chị khi nào mà hàng chuyển đến thì chị sẽ gửi tiền nhá chị nhá. Yên tâm là sẽ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Chị Hương Linh em chốt đơn rồi. Chị Thu Hương lên em chốt đơn nha. 51kg chị mặc quá xinh rồi. Đúng rồi các chị ơi, các chị phải tang luôn bạn bè mình vào đi, tang luôn đi ạ. À. Bởi vì là quá đẹp luôn rồi, phải tang bạn bè mình vào cùng chia sẻ với nhau đi đúng không? Hãy thật nhanh tay đi nào. 48kg 1m55 vừa không chị ơi, quá vừa luôn rồi. Các chị nha, các chị ơi em chuẩn bị kết thúc cái livestream này rồi. Vì thế nên chị nào chưa được sở hữu thì nhanh tay sở hữu, có clip vừa không? Nhanh tay sở hữu nha. Ok, em xin kết thúc cái livestream này ở đây đi ạ. Em chúc các chị có một buổi tối thật là vui vẻ và có giấc ngủ thật ngon nhá. Nhớ là theo dõi cái livestream của bọn em nha. Nhớ bấm theo dõi Sở Mai Cúc Thịt các chị nha, để cập nhật cho mình những mẫu mã thật là ưng ý nhá. Ok, chào tất cả các chị ạ.